Ây da. Xin lỗi cậu, mình đúng là đã xấu mà còn phiền phức nữa. Cậu nói cái gì vậy? Cậu là dòng kẹo đầu tiên kết hợp giữa kẹo dẻo và thạch trái cây, cùng cách ăn mới lột vỏ như trái cây thật hấp dẫn bạn vật. Một cách thật brilliant, incredible, amazing, spectacular, never the same, totally unique, completely never been done before.